Sau Tết Đoan Ngọ, ba con giáp này giàu lên bất thình lình, vận may tới dồn dập. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, nhu cầu luôn hướng đến khát vọng hạnh phúc và giàu có luôn là khát khao lớn nhất của mỗi chúng ta. Mỗi việc làm hàng ngày, dù là nhỏ hay lớn, mỗi ước mơ, khát vọng trong đời người đều hướng đến đích, đó là giàu có và hạnh phúc. Có người thì mong có được cuộc sống vật chất vẻ vang, tiền tài, địa vị. Có người thì mong có được sáng tạo, hiểu biết sâu rộng. Người thì mong có được những người bạn tốt bên mình, hay đơn giản chỉ là mong còn được sống mãi mãi trên cuộc đời này. Tất cả mọi thứ sau khi đã sở hữu được một cách thỏa mãn thì đều được gọi là hạnh phúc. Thế nhưng, mọi sự mong cầu đều đi kèm với sự đánh đổi bằng mồ hôi công sức và sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ nhằm vươn tới con đường thành công. Cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ. Đôi khi, chính là vận may đến bất ngờ đến nỗi mà người gặp may còn không thể tin đó là sự thật. Thời điểm sau Tết Đoan Ngọ được các nhà tử vi học chỉ rõ, ba con giáp được thần tài trao cho những cơ hội kéo lại những mất mát khó khăn trước đó. Ba con giáp này phúc lộc dồi dào, đại cát đại lợi, mưu sự thành công sau Tết Đoan Ngọ. Do có các sao tử vi tinh chiếu mệnh, hãy cùng Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là ba con giáp nào, vận may nào khiến cho ba con giáp này từ sau Tết Đoan Ngọ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên đó là tuổi Tý. Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, tài giỏi, sống độc lập và biết làm chủ cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên thì đôi khi do vận may chưa đến mà họ vẫn gặp nhiều chuyện khó khăn cả trong sự nghiệp lẫn tài chính. Tuy nhiên thì sau Tết Đoan Ngọ, con giáp này sẽ phải đối mặt với nhiều biến động. Có những chuyện tưởng chừng như không thể giải quyết được thì nay cũng chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Công việc của tuổi Tý thì luôn diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, theo kế hoạch được vạch ra từ sẵn và bản mệnh có khả năng thăng tiến cao. Đây cũng là thời điểm rất tốt để con giáp này mở rộng thị trường, đầu tư, kinh doanh hay phát triển trong lĩnh vực mới. Do công việc thuận lợi nên chắc chắn đường tài lộc của tuổi Tý cũng khá là hơn trước đây rất nhiều. Thậm chí là con giáp này còn thu được một khoản kha khá từ nghề tay trái hoặc được thưởng hậu hĩnh. 2. Đó là tuổi Mùi. Tuổi Mùi thì đa số là người hiền lành, chịu thương, chịu khó, sẵn sàng giúp đỡ người khác và không thích ganh đua với đời. Tuy nhiên thì cuộc sống của tuổi Mùi dường như là vất vả hơn những con giáp khác, nhưng họ không phải chịu cảnh đó suốt đời vì con giáp này có ý chí cầu tiến, biết vươn lên trong cuộc sống nên chỉ cần thiên thời địa lợi thì ắt sẽ thành công rực rỡ. Đặc biệt tuổi Mùi là một trong ba con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ khi mà bản mệnh liên tục đón cơn mưa may mắn. Trong khoảng thời gian sắp tới thì nhờ được thần may mắn giúp đỡ và thần tài chiếu cố nên vận trình của tuổi Mùi trơn tru, suôn sẻ hơn rất nhiều. Công việc tuy khá là áp lực và gặp chút khó khăn nhưng nếu vượt qua, tuổi Mùi sẽ được cấp trên đánh giá rất cao. Đối với những người làm ăn kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ rót vốn vì đầu tư lúc này sẽ rất dễ sinh lời. 3. Tuổi Hợi. Đa số những người tuổi Hợi thì đều rất hiền lành, thật thà, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Cũng nhờ vậy mà con giáp này luôn có quý nhân phù trợ khi gặp phải khó khăn. Trong cuộc sống thì những người tuổi Hợi thì thường sầu muộn và suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm hơn là vật chất, tiền tài. Trong khoảng thời gian trước đây, tuổi Hợi có gặp khó khăn đến mấy, không rõ, nhưng trong những ngày sắp tới, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt là công việc của tuổi Hợi sẽ có nhiều tiến triển bất ngờ, đem đến lợi nhuận cho bản mệnh. Về vấn đề tài chính thì tuổi Hợi không cần phải quá lo lắng nhiều vì tiền bạc sẽ tự động tìm tới cửa. Không những vậy, chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng có nhiều khởi sắc trong thời điểm này, do đó mà sẽ thật oan uổng nếu như tuổi Hợi không được xếp vào danh sách ba con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ, phải không nào? Nội dung tiếp theo mà Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn đó là 5 con giáp bất ngờ đổi vận phát tài, tài lộc cất cánh trong 7 ngày tới sau Tết Đoan Ngọ. Đó là những con giáp nào? Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Đầu tiên đó là tuổi Sửu. Sửu là một trong 5 con giáp phát tài Tết Đoan Ngọ khi mà vận trình của bản mệnh khởi sắc hơn rất nhiều, đặc biệt là vấn đề phương diện tình cảm. Con giáp này dễ có người thầm thương trộm nhớ bày tỏ tình cảm,
Lúc này thì tuổi Sửu hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định để không bỏ lỡ hạnh phúc của mình nhé. Về sự nghiệp, tuy có nhiều tham vọng nhưng không phải lúc nào tuổi Sửu cũng đạt được như ý muốn. Tuy nhiên, nhờ có quý nhân phù trợ, cát tinh chỉ lối mà trong tuần này tuổi Sửu sẽ tìm ra những hướng đi phù hợp với mình. Tình hình tài chính của tuổi Sửu thì cũng khá là khả quan, rất nhiều trong tuần này. Vì ngoài thu nhập từ công việc chính thì bản mệnh còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái. Nhờ vậy mà tài lộc không ngừng đổ về nhà. Khi tiền bạc về quá nhiều dẫn đến không ít thị phi trắc trở cho tuổi Sửu. Vì đố kỵ, ganh ghét khiến cho người tuổi Sửu không khỏi phiền não. Vậy nên, để tránh khỏi những tai ách không may mắn này, các chuyên gia tử vi khuyên người tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu để được sự tương trợ của quý thần tam hợp, giúp cho tuổi Sửu tránh được sự dòm ngó và đố kỵ từ bên ngoài để bảo toàn tài lộc cho mình. Ngoài ra thì minh quang pháp bảo cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo đối với tuổi Sửu. Trong minh quang pháp bảo có chứa hình vật bà Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi có ánh sáng xuyên qua thì hình ảnh tượng Phật bà chú Bát Nhã Tâm Kinh hiện ra, mang theo minh quang pháp bảo sẽ giúp cho tuổi Sửu luôn giữ được thanh tịnh, đầu óc tỉnh táo. Từ đó khi ra quyết định sẽ được chính xác và chuẩn chỉ hơn, giúp cho tuổi Sửu có được nhiều cơ hội làm ăn về sau. 2. Tuổi Mùi. Khi bước qua Tết Đoan Ngọ thì tuổi Mùi có các tinh phù trợ nên đường công danh, sự nghiệp, tài lộc thì vô cùng sáng lạn. Nhờ sự thể hiện xuất sắc trong Tết Đoan Ngọ, con giáp này sẽ nhanh chóng nhận được tin tưởng, tín nhiệm từ cấp trên và đồng nghiệp. Ngoài ra thì khả năng ứng biến linh hoạt của tuổi Mùi còn giúp cho bản mệnh hóa giải được không ít mối nguy. Do công việc thuận lợi nên vận trình tài lộc của tuổi Mùi đã dồi dào ngay từ những ngày đầu sau Tết Đoan Ngọ, thu được không ít tiền bạc về tay. Tuy nhiên thì ngay sau đó bên cạnh tuổi Mùi cũng xuất hiện nhiều hung tinh khiến cho bản mệnh chi tiêu quá tay, đến lúc nhận ra thì số tiền còn lại chẳng còn là bao. Về chuyện tình cảm thì người độc thân tuổi Mùi có thể sẽ sớm được người khác giới thiệu cho ý trung nhân. Chính vì vậy mà các bậc thầy về tử vi khuyên người tuổi Mùi cần phải luôn mang theo bên mình hai pháp khí phong thủy trợ mệnh để bảo toàn tài lộc, đó là vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và minh quang pháp bảo. Đây là hai vật phẩm phong thủy được thiết kế dựa vào bộ tam hợp quý thần, giúp dung hòa mối quan hệ, giúp cho công việc hanh thông, may mắn, từ đó tài lộc vượng tiến, giàu có sau Tết Đoan Ngọ là chuyện đương nhiên. 3. Tuổi Dậu. Sau Tết Đoan Ngọ là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu có thể tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hàng quán hay là mở rộng quy mô kinh doanh, vì khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn do được quý nhân che chở. Những người làm ăn kinh doanh thì sẽ vô cùng thuận lợi, buôn may bán đắt trên và thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc chi tiêu thoải mái. Chính vì lý do đó mà tuổi Dậu được xếp vào danh sách 5 con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ. Về công việc thì con giáp này hoàn toàn có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Do đó tuổi Dậu sẽ khẳng định được thực lực của bản thân và ghi điểm được với những người xung quanh. Ngoài ra thì tuần này cũng là thời điểm mà bản mệnh đón tin vui về đường tình duyên, khi tuổi Dậu có thể tìm thấy mảnh ghép thực sự của đời mình. Vậy nên, với tuổi Dậu thì được các chuyên gia tử vi khuyên cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh, tự tin và điềm đạm, tránh xa những nơi tranh cãi thị phi, kẻo ảnh hưởng không tốt đến tài vận của mình. Đồng thời thì để bảo toàn tài lộc của mình, tuổi Dậu cần phải nhớ luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu và pháp minh quang pháp bảo. Đây là hai pháp khí phong thủy trợ mệnh giúp đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu ngày càng được khai sáng và phát triển. Tài lộc từ đó ùn ùn kéo đến, may mắn đi theo họ suốt cuộc đời. 4. Tuổi Tuất. Trong khoảng thời gian trước Tết Đoan Ngọ thì tuổi Tuất phải chịu đựng vô vàn khó khăn. Nhưng sau Tết Đoan Ngọ, cuộc sống của con giáp này sẽ tốt đẹp hơn và tài lộc sẽ rồn rập kéo đến. Đầu tuần là thời điểm vượng tài nhất của tuổi Tuất, nên con giáp này dù có làm chuyện gì cũng có thể hái ra tiền. Nhờ vậy mà tiền bạc không còn là nỗi lo trong tâm trí của người tuổi Tuất nữa. Trong công việc thì tuổi Tuất cũng có thể tìm được cơ hội để thể hiện năng lực của mình,
nhưng cơ hội đó không quá nhiều. Do đó, nếu có bất cứ cơ hội nào tới tay, bản mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt và vận dụng thật tốt, kẻo cơ hội vụt qua khi khó mà quay lại. Chuyện tình cảm của tuổi Tuất thì cũng có bước chuyển biến rõ rệt khi mà các cặp đôi hiểu nhau và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Vậy nên, để dung hòa những mối quan hệ trong công việc cũng như là tiến xa hơn trong chuyện tình cảm, các chuyên gia tử vi khuyên người tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và Minh Quang Pháp Bảo. Đây là hai pháp khí trợ mạnh cho tuổi Tuất, giúp cho con giáp này thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp và tình duyên. Tuổi Hợi. Sau Tết Đoan Ngọ thì tuổi Hợi sẽ đón nhiều niềm vui từ công việc, có điềm báo thăng quan, tiến chức, tăng lương, tăng thưởng. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội thể hiện năng lực của bản thân với cấp trên và đồng nghiệp, chứng minh rằng mình là người xứng đáng được tin tưởng và giao cho nhiều trọng trách lớn lao. Tình hình tài chính của gia chủ tuổi Hợi thì cực vượng, dường như con giáp này đang đi đúng hướng, được quý nhân dẫn đường chỉ lối. Lợi nhuận mà tuổi Hợi thu về sẽ lớn gấp nhiều lần so với ngày thường. Và nếu biết cách quản lý tiền bạc và tích lũy, con giáp này sẽ có một khoản tiền kha khá để thực hiện những dự định trong tương lai. Chính vì vậy mà tuổi Hợi trở thành một trong năm con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ. Nhưng dù sao thì cũng cần phải cẩn thận hơn trong các mối quan hệ, vì tiền bạc luôn đi kèm với những thị phi và tiểu nhân hại lén sau lưng, khiến cho con giáp này luôn cảm thấy lo sợ và bất an trong công việc, cũng như là trong các mối quan hệ cuộc sống. Với tuổi Hợi thì các chuyên gia tử vi học khuyên bạn hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo để bảo toàn tài lộc và tình cảm của mình. Khi thị phi tài ác được tiêu trừ thì tiểu nhân không còn, mối quan hệ chất lượng dần như là được tăng lên, giúp cho tuổi Hợi trở thành con giáp may mắn tài lộc nhất trong 12 con giáp. Cuộc đời ai thì cũng phải trải qua những thăng trầm, có lúc thì thịnh suy. Vậy đâu là độ tuổi gặp khó khăn và thời hoàng kim cuộc đời của 12 con giáp sau Tết Đoan Ngọ? Nội dung tiếp theo ngay sau đây, Phong Thủy Gia Cát sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một nội dung cực kỳ hấp dẫn. Đó là bật mí độ tuổi gặp khó khăn và thời hoàng kim trong cuộc đời 12 con giáp sau Tết Đoan Ngọ. Cuộc đời của mỗi người thì không phải lúc nào cũng bằng phẳng tràn đầy những điều tốt đẹp, mà sẽ có những lúc thăng trầm, lên voi xuống chó. Tuy nhiên thì những lúc phải đối mặt với khó khăn, sóng gió chính là lúc mà chúng ta học hỏi, được trải nghiệm để có thể tự đúc rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Và từ đó tránh vấp ngã khi đi trên chặng đường sau này. Có như vậy thì sau những sai lầm thất bại, chúng ta mới có thể đứng trên đỉnh cao của danh vọng, gặt hái được thành công. Tuổi Tý. Trời sinh những người tuổi Tý thì vốn thông minh, nhanh nhẹn, tài giỏi và cuộc sống của họ thường thuận buồm xuôi gió từ bé cho đến lớn. Tuy nhiên thì sau Tết Đoan Ngọ, tuổi Giáp Tý 1984 sẽ gặp phải biến cố trong cuộc đời. Nhưng tới năm 37 tuổi thì tuổi Tý sẽ đổi vận, tiền tài và sự nghiệp đều thăng hoa. Tuổi Sửu. Ở độ tuổi 29 thì tuổi Sửu sẽ phải trải qua giai đoạn khó khăn khi sự nghiệp không suôn sẻ, sức khỏe không ổn định và tài vận giảm sút đáng kể. Thời điểm hoàng kim nhất trong cuộc đời của tuổi Sửu chính là năm 35 tuổi, vì khi đó tuổi Sửu dường như đã vượt qua được mọi chông gai, biết tự hoàn thiện và phát triển bản thân. Nhờ vậy mà sự nghiệp và tài vận của con giáp này sẽ thịnh vượng. Tuổi Dần. Tuổi Dần thì có tính cách kiên định, mạnh mẽ và có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuy nhiên thì tới năm 39 tuổi họ sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trắc trở khi mà tiền của mất mát, mọi công sức bỏ ra dường như đều bổ sông đổ bể. Tuy nhiên nếu vượt qua được giai đoạn khó khăn này thì tới năm 41 tuổi may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười với bản mệnh, vì lúc này họ không những có nhiều tiền mà còn có quyền lực. Tuổi Mão. Vào năm 37 tuổi thì những người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với những thử thách gian nan nhất trong cuộc đời, đặc biệt là đối với nam giới. Lúc đó thì tuổi Mão liên tục gặp rắc rối trong công việc, sự nghiệp luôn dậm chân tại chỗ, khiến cho con giáp này vô cùng lúng túng. Thế nhưng, tới năm 39 tuổi thì mọi khó khăn đều được giải quyết một cách ổn thỏa, vận trình hanh thông, gia đình êm ấm. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn thì vốn mang số mệnh của rồng, được trời ban cho tính cách kiên cường, mạnh mẽ và cuộc đời luôn gặp nhiều may mắn. Dù khó khăn nào thì cũng dễ dàng vượt qua.
nhưng cuộc đời của tuổi Thìn sẽ gặp phải biến cố vào năm 33 tuổi, đặc biệt là về sự nghiệp. Nhưng miễn là vượt qua được giai đoạn khó khăn này, con đường sự nghiệp của tuổi Thìn lại tiếp tục nở hoa, đặc biệt là vào năm 38 tuổi. Tuổi Tỵ cũng giống như tuổi Dần, thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời tuổi Tỵ đó là vào năm 39 tuổi. Mặc dù thời điểm này sự nghiệp của tuổi Tỵ vẫn ổn định, nhưng lại luôn chần chừ thiếu quyết đoán nên thường bỏ lỡ nhiều cơ hội để bứt phá. Thậm chí thì cũng chỉ vì tính thiếu quyết đoán đó của tuổi Tỵ mà có thể đẩy họ vào bước đường cùng, có nguy cơ trắng tay. Ở tuổi 45, tuổi Tỵ đã lật ngược được tình thế sau cú trượt dốc không phanh đó và kiếm lại được số tiền đã mất trước đây. Tuổi Ngọ. Vào năm 31 tuổi thì vận may của tuổi Ngọ bị suy giảm đi đáng kể, khiến cho sự nghiệp, chuyện tình cảm của con giáp này đều gặp khó khăn. Đặc biệt, những người đã lập gia đình thường xuyên xảy ra tranh cãi, khiến cho tình cảm đôi bên bị sứt mẻ, thậm chí là đứng bên bờ vực đổ vỡ. Nhưng nếu vượt qua được giai đoạn khó khăn này, thì tới năm 37 tuổi, tuổi Ngọ sẽ lấy lại được mọi thứ, vận trình thăng hoa. Tuổi Mùi. Ngược lại với những con giáp trước đó là khổ trước sướng sau, thì thời điểm hoàng kim nhất của tuổi Mùi là năm 32 tuổi và giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời là năm 40 tuổi. Vào năm 32 tuổi thì tuổi Mùi có thể sẽ gặp được quý nhân và bản mệnh có thể sẽ leo lên được vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Chuyện tình duyên gặp nhiều may mắn, thế nhưng mọi thứ có thể bị cướp khi mà tuổi Mùi ở độ tuổi 40 không biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Tuổi Thân. Trong suốt cuộc đời của người tuổi Thân thì bất cứ vào thời điểm nào, tài vận này cũng đều tương đối ổn định, ít gặp sóng gió. Tuy nhiên thì sau tuổi 40, đặc biệt là ở độ tuổi 42 và đối với những người làm ăn kinh doanh, cuộc đời của tuổi Thân sẽ khó khăn, chồng chất khó khăn. Nếu vượt qua được giai đoạn khó khăn khủng hoảng này thì tới năm 44 tuổi làn gió mới sẽ thổi vào cuộc đời của người tuổi Thân, quãng đời còn lại không phải lo nghĩ gì nữa. Tuổi Dậu. Năm 37 tuổi có thể nói là thời điểm khó khăn nhất của tuổi Dậu, khi mà mọi việc mà con giáp này đều rất khó thành công, nhưng không muốn nói là đổ sông đổ bể. Chỉ sau năm 40 tuổi, vận may của tuổi Dậu dần dần tăng lên và những ước mơ của tuổi Dậu sẽ được thực hiện. Tuổi Tuất. Trong cuộc đời của những người tuổi Tuất có lẽ khó khăn sẽ nhiều hơn những tháng ngày hạnh phúc, nhưng dù có sóng gió to đến tới đâu thì con giáp này vẫn đều vượt qua được. Trước và sau 33 tuổi, tuổi Tuất sẽ gặp phải khó khăn trong sự nghiệp. Mặc dù họ có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng số tiền mất đi cũng không hề nhỏ, thậm chí là hơn số tiền thu vào túi. Nhưng may mắn sẽ mỉm cười với người tuổi Tuất vào năm 42 tuổi, vì lúc này họ sẽ vô cùng giàu có, gia đình hòa thuận, yên ấm, con cái hiếu thảo. Tuổi Hợi. Trời sinh tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu nên nhờ vậy mà ban được nhiều phước lành, làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Trước tuổi 30 thì tuổi Hợi không chỉ có một công việc tốt với thu nhập cao mà còn được tận hưởng những năm tháng đẹp đẽ, chìm trong mật ngọt của tình yêu. Tuy nhiên thì tới 45 tuổi thì tuổi Hợi buộc phải đối mặt với một số khó khăn, trong đó sự nghiệp và hôn nhân sẽ thay đổi ít nhiều. Vừa rồi, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn nội dung những con giáp may mắn và số phận của 12 con giáp sau Tết Đoan Ngọ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, quý vị vui lòng gửi đến Phong Thủy Gia Cát bằng cách comment dưới phần bình luận. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và nhấp vào biểu tượng chuông thông báo để có thể không bị bỏ lỡ bất kỳ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.